Đây là cái mã Borophone nha cả nhà, tai nghe AirPods Borophone. Và nếu như mà chúng ta đang có nhu cầu sử dụng tai nghe AirPods thì khuyên là nên sử dụng loại này. Và đối với hàng này thì đúng là hàng hãng luôn nha cả nhà. Tất cả có đều có mã vạch nè, mã code để chúng ta check. Còn cái tai nghe Borophone ở ngoài thị trường thì nó có rất là nhiều loại, không phải riêng Borophone mà rất là nhiều loại mà hàng nổi tiếng đều có hàng giả. Nhưng mà mua có bên mình thì mọi người an tâm. Và khi mà chúng ta nhìn cái kết cấu của Borophone nè, ngay cả cái móc của nó cũng có cái thương hiệu của nó nha, hãng Borophone. Mã này là mã BE30LED, cả nhà thấy không ạ? Và cái điểm mà hàng này là hàng new nha. Điểm đặc biệt của cái loại này á, là chúng ta có cái mà sạc không dây. Ở đây là sạc không dây nha cả nhà, những cái hàng thường thì sẽ không có. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây thì có chức năng là tự động nè. Khi mà chúng ta mở lên, tự động nó bật cửa sổ luôn. Những cái loại mà loại truyền thống á, lại thường á, thì chúng ta mở cái tai nghe lên thì nó mới bật. Ở đây là những cái thông số hộp nè, thông số thì cho mình sẽ phân tích thêm một xíu. Cái này là cái kết nối Bluetooth 5.0, loại này là hiện đại nhất của bây giờ luôn. Đó, tai nghe AirPods. Tiếp theo cái thời gian sử dụng của nó sẽ được 3 tiếng nha cả nhà. Sử dụng liên tục, nghe gọi liên tục hoặc là nghe, nói chung là nghe nhạc liên tục thì 3 tiếng. Còn thời gian chờ của nó là 200 giờ nha. Và tiếp theo đây là cái gọi là vân tay. Vân tay là những cái loại này nè. Ở đây là vân tay nè. Đó, những cái loại mà loại cũ thông thường thì chúng ta sẽ có cái nút bấm, chúng ta bấm một ba nút, hai nút. Còn cái này là chúng ta chỉ cần chạm một chạm, hai chạm là chúng ta có thể là nghe hoặc là tắt điện thoại. Đó, rất là ok luôn, nghe gọi điện thoại nè. Và cái thứ ba đó là cái thời gian pin của nó là 350 mAh. Khi mà chúng ta sạc một lần chúng ta xài rất là lâu luôn, rất là ok nha. Và cái điểm của mình nói là nó cái một cái mẫu tai nghe này nè, nó giống như là cái hàng mà 3-4 triệu bạc á, mà cái hàng tai nghe chính hãng á, gọi là nó giống tới 99%. Ở chỗ nào? Ở đây là mình có thể là định vị được cái tai nghe này cả nhà, đây là định vị được. Còn cái điểm này là cái điểm là chúng ta có thể là đổi được cái tên của chúng ta, đổi được tên tai nghe, ví dụ như là tai nghe chị A, tai nghe anh B, tai nghe cửa hàng A, cửa hàng C, vân vân. Ok, đây là cái chức năng đổi nha. Và cái chức năng này là cái chức năng quá tuyệt vời của một cái tai nghe mà nó chỉ là này, đây nó chỉ có ở những cái hàng mà hàng hãng á. Là cái này là cái chức năng mà khi mà chúng ta mở nhạc YouTube á, YouTube á, mà chúng ta muốn đeo lên tai nghe đó, chỉ cần chúng ta đeo lên cái tai của chúng ta thôi thì nó tự động nó nhận dạng cái nhạc á, và nó phát ra. Còn nếu mà chúng ta gỡ cái tai nghe xuống thì tự động nó tắt. Đây là cái chức năng mà chỉ có những cái tai nghe chính hãng nó mới có thôi, rất là ok luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá ở bên trong của cái tai nghe BE30 này. Cả nhà thấy không ạ? Về á, chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái tai nghe thôi là đủ hiểu là hàng có xịn hay không ha. Và cái điểm mà 99% mà nó giống với cái tai nghe riêng á, 3-4 triệu á, là nội là cái tai nghe thôi, là nó cũng rất là nhỏ gọn và rất là nặng luôn nha cả nhà. Cầm rất là nặng luôn. À, đây là cái tai nghe. Và tiếp theo cái tai nghe á, trong này thì nó sẽ có tặng cho mình á là một cái túi. Đây là cái túi để mà mình đựng, để mà không có bị trầy trọc hoặc là không có bị dơ bẩn cái tai nghe AirPods của mình. Và thêm cái túi đó thì nó sẽ có thêm cho mình cái móc. Cái móc này đó là để mình có thể là móc trên những cái quần, cái áo hay là những cái ba lô của mình. Mình đi đâu mình cũng không sợ rơi, sợ rớt hết cả nhà. Và tiếp tục là nó sẽ tặng cho mình một cái cọng cáp zin. Cáp này là để cho chúng ta khi mà hết pin ở trong này nè, chúng ta có thể là xài. Và cái chui này là cái chui lining. Đây là ok ha. Và bây giờ là mình sẽ mở bên trong luôn, mở và test bên trong để cho cả nhà cùng hiểu nha. Đối với cái loại này á, mọi người xem nè, nếu như những ai mà đã sử dụng qua cái tai nghe AirPods á, khi mà chúng ta mở cái tai nghe lên thì chúng ta sẽ cần phải có những cái thao tác, ví dụ như là thao tác kết nối Bluetooth thì ai cũng có rồi. Nhưng đó, và bây giờ là đối với cái tai nghe mà zin á, cả nhà biết không, là chúng ta chỉ cần bật lên là nó nhận dạng rồi. Còn nếu như mà tai nghe không zin á, là chúng ta cần phải là rút cái tai nghe ra thì nó mới nhận dạng, đúng không mà ai đã gặp cái trường hợp đó, đúng không mà. Này, còn cái tai nghe này chỉ cần chúng ta đóng nắp lại, mở lên là đã nhận dạng thôi, rất là ok nha. Rồi, và cái đặc điểm của cái tai nghe ở bên trong á thì nó cũng rất là nhỏ nhưng mà có vỏ nha cả nhà, nhỏ và nó khít cái lỗ tai của mình á. Mình đeo, mình có chạy thể thao hay là mình có làm việc, nói chung là làm suốt, thứ nhất là không có bị đau tai, thứ hai nữa là nó bo khít á, nên khi mà chúng ta chạy thể dục hoặc là chúng ta làm việc không có sợ rơi rớt. Tiền ăn cái hàng này nó quý lắm cả nhà ơi. Ở đằng này thì nó có raidet cho mình phân biệt rõ ràng nè. Còn cái lưới của nó nữa nè cả nhà thấy mà, lưới là nó là lưới xanh y chang như là tai nghe zin, không có khác hết nha cả nhà. Một cái lưới của nó chúng ta nhìn thấy. Và đây là bây giờ mình sẽ test luôn một cái chế độ mà y như là tai nghe zin đó cả nhà. Tai nghe zin mới có đó. Đây là cái chế độ mà khi mà chúng ta nó tự động nó tắt, nó mở khi mà chúng ta mở nhạc nha. Đó. Đây là mình sẽ mở cái tai nghe của mình lên, chỉ cần mở lên thôi là nó vô. Và khi chúng ta kết nối, chúng ta kết nối xong chắc là ok nha. Và tiếp theo á, đây khi mà kết nối xong rồi á thì nó sẽ hiện cho mình đó là Borophone BE30LED. Rồi, cả nhà thấy rõ mà. Tiếp theo đó là chúng giờ chúng ta sẽ vô. Cái này em đang làm gì?
bây giờ là chúng ta sẽ đổi tên nha. Thay vì cái BE30L thì chúng ta đổi thành AirPods của Long hay là AirPods của Lũng hay là AirPods của gì đó vân vân ha, ABC. Theo cái bước mà đổi tên của chúng ta rồi á thì chúng ta có thể là set up cho hai cái tai nghe. Cái tai nghe này là tai nghe trái, tai nghe này tai nghe phải ha. Đó, mình có thể là set up ở trên này luôn để khi mà chúng ta nghe nhạc á thì nó sẽ theo cái ý của mình luôn nha. Dù đây đang là tai trái nè. Đó thì chúng ta sẽ mở lên nè. Nó phát tạm dừng là chúng ta chỉ cần nhắm một cái là nó phát hoặc là nó tạm nó dừng. Đó. Và ok, và tiếp theo chúng ta sẽ set up thêm cái tai nghe phải. Và đó, bài tiếp theo chỉ cần nhắn một cái là nó ra bài tiếp theo. Rất là ok nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ test thực tế luôn cho cả nhà xem. Tai nghe này đang là tai nghe trái nha cả nhà. Hồi nãy mình đã set up rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần chạm một cái thôi. Ở đây chúng ta đang là YouTube nha. Chúng ta đang mở YouTube và chỉ cần chúng ta chạm một cái là nó sẽ mở. Đúng đúng không ạ? Đó, chạm một cái nữa, chạm hai cái nữa là nó sẽ mở lên hoặc là nó tạm dừng. Cái đó lúc nãy là chúng ta đã set up rồi đó. Rồi tiếp theo là nếu mà cho tai nghe phải là chúng ta chỉ cần nhấn hai cái thì nó sẽ qua bài. Cả nhà thấy mà, bây giờ nó đã qua bài nàng thơ rồi đó. Tiếp tục qua bài nàng thơ thì nó sẽ qua một bài khác. Gác lại lo âu. À, có mà.